Sáng nay thì mình đi thâu tiền cho bên hãng mấy bạn. Những cái to mà bên hãng nó giao hàng nó khó thâu á, nó sẽ gom lại đưa mình đi thâu một lần. Đầu tiên là chợ Bình Trị Đông rồi các bạn. Thâu ở chợ Bình Trị Đông trước rồi đi mấy chợ khác. Chợ Bình Trị Đông này thì cũng không đông, nó vắng vắng lai rai mấy bạn. Mình thâu tiền cô này cổ hai cái đơn rồi. Nhưng mà tại cô nghỉ sớm quá nên bên giao hàng nó không thâu được, bây giờ mình vô mình thâu. Đây mình để xe đây, cái mình vô mình thâu, cái mình ra. Vô thâu tiền cổ một cái. Đây gì tư. Đấy rồi. Cho ông thâu tiền bên Hải Sơn thôi con. Mình đang đi thì khách gọi bạn, khách gọi hỏi hàng mấy bạn. Nhưng mà mình chưa có chuyến, để có chuyến mình qua luôn. Ồ, sẵn coi tỷ số giữa Argentina với Ecuador là bao nhiêu rồi mấy bạn. Nãy mình đang ở nhà coi đá banh á, 1-0, Argentina đang dẫn rồi. Martinez ghi bàn phút 35 các bạn ơi. Giờ mình đi trên đường đi qua chợ An Lạc mấy bạn. Qua chợ An Lạc thâu cái bà này. Cái bà này bà rất là khó thâu mấy bạn. Đi mấy lần mới thâu được bà đó. Hôm qua mình cũng có lên một lần mà bà hứa là bữa nay là bà trả đó. Mà không biết lên bà có trả không. Cái to hàng giao từ tháng 6 tới giờ này là tháng 7 rồi. Vẫn chưa thâu được tiền. Mỗi lần giao hàng cho bà này là bên giao hàng nó sợ lắm mấy bạn. Nó không thâu được. Thì nó phải gom lại. Nó đưa cho mình đi thâu riêng. Chứ mình là chỉ bán hàng thôi, mình không có thâu tiền. Nhưng mà tại bên giao hàng nó không có thời gian á, những người nào mà khó thâu á là nó sẽ gom lại một lần vậy đó, bao nhiêu to nó đưa cho mình đi thâu về nộp lại cho hãng mấy bạn. Đi lên chợ An Lạc nè, gần bến xe miền Tây nha mấy bạn. Đây là công viên Phú Lâm nè, đang chạy ngang công viên Phú Lâm. Đây tới chợ An Lạc mấy bạn. Nhưng mà chợ này mình phải để xe ở ngoài, ở trong có giữ xe, vô người ta không cho đâu. Phải để xe đây đi vô. Khóa cổ lại cho chắc ăn mấy bạn. Đang mùa Euro á nên nguy hiểm lắm. Hy vọng là sẽ thâu được mấy bạn ơi. Để đi tới đi lui nắng nôi cực lắm. Đây chợ An Lạc nè. Thâu tiền cái bà này mình sợ lắm mấy bạn. Bà hẹn hoài, đi tới đi lui hoài. Quế đây. Đây. Bà đang bán rồi. Bán xong mình vô mình thâu tiền. Trời ơi, hôm qua mày nói bữa nay nói tao sáng lên rồi đến chưa? Đâu có mấy trăm ngàn đi tới đi luôn cực quá con. Bữa khác sao được, hãng từ tháng 6 tới giờ mà hãng nó không có chịu mà. Tao giao hàng rồi, giao lên rồi cô kêu đem về nó hai lần luôn. Bây giờ lên thâu tiền không được. Cái lần cô lên kêu hàng đã lên giao hàng không có tiền, cô nói thôi thôi lần sau đem lên. Cái này là từ tháng 6 nè. À, mình đơn rồi, thiếu lại đơn đó. Nó đã nói hãng nó không cho thiếu mà cô nói thiếu. Okay, thiếu thôi vậy nếu mà cô mới thì cô cứ trả hàng đi cho dễ đi. Chứ giờ nó khó quá. Bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi, 10 giờ quay lại nha. Người ta còn phải đi làm đi bán nữa, bỏ thời gian đi lên đây thâu cho cô rồi cô bỏ hàng quá không ai hỏi hàng hết. Cực quá. Dạ 473 chị. Rồi 11 giờ đúng không? Thì cái đó chuyện của cô mà bây giờ hãng nó bắt đi con đi cửa giữa cũng có cho con chứ đâu phải ấy. Rồi 11 giờ đúng không? Phải đi lên đi xuống quá cực, bỏ công chuyện chạy lên chạy xuống. Không đi thì hãng nó chửi. Đứng cửa giữa.
nhiều lúc không muốn giữ cũng không được đâu mấy bạn. Lấy hàng người ta bán cho đã là từ tháng 6 này tháng 7 rồi mà vẫn chưa thâu được tiền, mà cứ lên hẹn tới hẹn lui hoài. Mình đi thâu tiền vậy là mình phải bỏ một ngày, mất một ngày đi hỏi hàng rồi các bạn. Đây cứ hẹn tới hẹn lui là lát giờ này là gần 10 giờ rồi, 10 giờ rồi, hẹn 11 giờ nữa. Phải quay lại nữa, mà đâu còn thời gian đâu đi lên mấy cái chợ khác hỏi hàng. Phải chứ mình làm khó làm dễ sao? Kêu hàng xong rồi đem hàng giao lên thì nó không có tiền, cứ đem về đi, bữa khác giao lên. Kỳ cục vậy. Cũng cho thiếu nữa. Cho thiếu rồi hẹn đến ngày lên cũng không trả. Bây giờ nhiều khi đi buôn bán gì không muốn giữ cũng không được. Phải cự lên. Một lát 11 giờ mình sẽ quay lại lần nữa các bạn. Mình phải thâu cho bằng được. Chứ để không thâu được là về hãng nó cự mình, trừ vô tiền lương của mình. Bây giờ mình đang ở trong bến Bình Đông rồi các bạn. Mình đi vô chợ Bình Đông một lần nữa. Chợ Bình Đông thì cũng có một cô nữa, cũng rất là khó thâu, cũng thiếu giống như cái bà nãy á, nhưng mà cô này cổ hiền hơn, cổ biết chuyện hơn. Cũng hứa hẹn nhưng mà đỡ hơn. Nhưng mà không biết bữa nay vô cũng thâu được không. Hôm qua mình cũng đã vô hết một lần rồi. Đây là chợ Bình Đông nè các bạn, nằm dưới chân cầu số 2 của bến Bình Đông. Chợ này cũng lâu đời lắm nghe các bạn. Sáng thấy nhộn dẹp chút xíu rồi, chứ ra tới trưa nó hơi vắng, trưa vắng lắm. Trưa nắng quá lại, ta đi sáng đi mua đồ hết rồi, ta về hết rồi. Đây mình vô mình thâu luôn. Thâu bên Hải Sơn đi con. Chưa có đám lúa không chị? Dạ lúa là gà ăn đó, lúa gà em hết trời. Chị đi qua cầu á, bên chỗ bán dừa nào á, mừng. Sao con? Trời ơi. Trời ơi, mấy bữa nay từ tháng đầu tháng 6 tới giờ rồi cô. 8 tháng 6 nay là tháng 7 rồi. Không được cô ơi, hạng nó chửi con, phải đi tới đi lui, hôm qua cô hứa rồi, giờ nói với hạng vậy rồi con vô nó không được nữa. Mà có 295 ngàn à. Trời ơi kỳ vậy, cô cứ lựa chửi cho ba rồi đến con, bên con hạng rồi con bị chửi nữa. Ồ, đi tới đi lui, bỏ thời gian đi tới đi lui. Rồi một tiếng phải không? Rồi một tiếng đó quay lại, phải có về phải có nộp cho hạng mới được. Không được là không được. Một tiếng nó quay lại. Thôi không khỏi gọi một tiếng con quay lại. Thôi bây giờ đầu giờ con quay lại. Rồi đầu giờ ha. Rồi 2 giờ đúng không? Phải có về nạp cho hãng, bữa nay phải nạp cho nó không được. Nó cự. Hàng 11 giờ mà bây giờ là 11 giờ 45 nha các bạn, mình mới quay lại nha. Thôi thâu được không? Cực quá các bạn ơi. Thâu tiền cái này chết rồi, tới đi lui không như tiền hết. Đây, thâu tiền. Quá cực. Nó quay lại. Cô đâu có hiểu, cô không cần nhờ bên hãng nó chửi con biết bao nhiêu. Cũng
đâu phải của con đâu, của con nó dễ. Bên hãng nó chửi biết bao nhiêu, đâu phải giỡn với nó. Đi làm công mà, chứ phải của mình 473. Chứ phải của mình đâu, mình nhiều khi còn dễ nhiều, khi mình con cá tầng con lên cũng được nữa. Còn hãng, còn quản lý, còn giám đốc nó chửi, không ngóc đầu nổi luôn. Nó đi làm nó chửi ghê lắm chứ, họ đâu phải giỡn với tụi nó đâu. Thôi được rồi các bạn, nhẹ người rồi. Một lát là còn ở bên chợ Bình Đông nữa. Cái bà nãy bà hẹn là 2 giờ các bạn, mà nói 2 giờ nhưng mà không, một lát 1 giờ mình chạy qua được rồi. Nhiều khi mấy bà hẹn chơi kẻ chảy cái mình đi qua là mấy bà về rồi, mấy bà chơi cái kiểu đó mấy bạn, nên 1 giờ mình qua được rồi. Để về còn ăn nói với bên hãng nữa chứ, mệt mỏi lắm. Giờ 1 giờ hơn các bạn, chính xác là 1 giờ 15 rồi. Bây giờ mình đi qua bển mình thâu lần nữa nha. Các bạn thấy không? Ai nói đi lấy tiền sướng đâu, rất là cực. Hẹn tới hẹn lui, chạy xuôi chạy ngược, mất thời gian lắm các bạn. Hy vọng là mình sẽ thâu được nha các bạn. Để không thôi phải kéo dài qua mấy ngày sau nữa rồi không có làm được gì hết, phải canh đi thâu nữa các bạn ơi. Mình đang ở trên cầu Chà Già, trước mặt các bạn là chợ Sớm Củi. Hồi xưa trên chợ Sớm Củi này cũng là giống như cái trung tâm thương mại thu nhỏ vậy các bạn, có bowling, có game đồ ở trển á, lúc đó mình còn nhỏ xíu à. Còn bây giờ nó dẹp luôn các bạn ơi. Tới nơi các bạn ơi, hy vọng sẽ thâu được. Hai chín năm rồi. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, chết con rồi coi. Không phải, con không có hiểu. Ví dụ của con thì nói về về bên hãng nó cự con đứng cửa giữa. Đúng rồi, thí dụ giờ thâu không được hay không nó không có biết, là nó cứ cự mình ra trước à. Vậy ngày mai con ghé nữa nha cô. Chứ đâu phải làm khó cô làm gì, con đứng cửa giữa thôi. Trời ơi, vẫn không được các bạn ơi. Chết mình luôn à. Tiêu rồi. Còn một phiếu thứ 7 nữa các bạn, thứ 7 bên kia nữa, chưa thâu hết nữa. Thứ 7 mình phải đi nữa. Các bạn thấy cực không? Phải giỡn đâu. Giờ làm ăn khó khăn lắm á. Mình cũng không muốn làm khó người ta làm cái gì. Nhưng mà không thâu là không được. Không thâu bên hãng nó cự, nó chửi. Mai tiếp tục các bạn ơi. Mai mình còn một phiếu nữa. Người ta hẹn thứ 7 ngày mai nữa. Bây giờ ở đây còn chưa xong nữa, vậy là mai phải đi hai chỗ nữa. Mai cuối tuần mà chưa được yên ổn nữa không các bạn. Rồi thôi, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ngày mai. Bye bye.